Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này bằng máy tính Casio. Đầu tiên á, chúng ta phải đi đạo hàm để đi tìm hai cái cực trị của nó. Thì đạo hàm 3x mũ 3 chính là 3x bình phương. Cục tiếp theo là 2x. Cục tiếp theo là số 1. Số 3 là hằng số thì chúng ta sẽ có số 0. Bây giờ chúng ta rút gọn lại. Thì cái cục này là 6x bình phương. Số 2 nhân 3 là số 6. Cái này 12 nhân 1. Tiếp tục. Để có hai cực trị thì chúng ta cho y phẩy bằng 0. Thì có nghĩa là cục này sẽ bằng 0. Mình chia 2 với cho số 6 nha để tối giản lại một chút. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm delta. Delta ở đây chính là b bình phương trừ 4 lần ac. B ở đây chính là trừ m cộng 1. A là số 1. C là 2 nhân cho m trừ 1. Cái này chúng ta tách ra thì chúng ta m bình phương cộng 2m cộng 1. Trừ 4 nhân cho số 2 là trừ 8. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có trừ 8m cộng cho số 8. 8 cộng 1 là số 9. 2 trừ 8 là trừ 6. Và chúng ta biết đây chính là hằng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy, để có hai cực trị ở đây thì m trừ 3 bắt buộc phải khác 0. Tại vì nếu mà bằng 0 á, thì nó là một nghiệm kép thì nó không thỏa mãn bài đề bài nó là có đến hai cực trị luôn. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm x1 và x2, đó chính là hai cực trị. Đó chính là trừ b trừ căn delta chia cho 2a. Cục tiếp theo là dấu cộng. B ở đây á, đó chính là cái cục này. Trừ với là dấu trừ thành dấu cộng. Delta là cái cục này. A ở đây á chính là số 1. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi hai cái cục này nè vào máy tính Casio. Chúng ta vào bảng giá trị. Cục đầu tiên là mình ghi cục này. Cục thứ hai là cục này. Nhưng dấu bằng, bây giờ mình không biết xác định từ đâu đến đâu, thì bây giờ mình chọn vị trí số 3 là vị trí mà nằm giữa của hai cái cục từ bắt đầu và kết thúc luôn. Giả sử mình chọn từ âm 10 và kết thúc vị trí số 10. Mỗi số cách nhau một đơn vị, vì đây là cách số nguyên. Thì bây giờ để nói là hai cực trị bắt buộc phải nằm giữa, nằm bên trong cái cục trừ 5 cho đến số 4. Thì cái cục này không thỏa mãn rồi, tại vì nó nằm ngoài rồi. Đến vị trí này chúng ta chọn, tại vì đây là trừ 4. Như vậy, chúng ta biết trừ 4 nằm trong bên trong trừ 5 và số 4. Như vậy, chúng ta có trừ 3 nè. Trừ 2, trừ 1. Số 0, số 1, số 2. Cho đến số 3, mình không chọn được, tại vì đây là 2, 2 nó bằng nhau là một nghiệm kép rồi. Số 4. Số 5. Cho đến vị trí số 6 á. Thì chúng ta thấy rõ, từ số 5, số 6 thì nó nằm là số 4 với số 5 thì nó nằm ngoài rồi. Như vậy chúng ta chỉ có bắt đầu từ vị trí là số 4, số 2, số 1, số 0, trừ 1, trừ 2, trừ 3. Như vậy chúng ta ngồi đếm ở đây có đến 7 giá trị. Như vậy là câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.